Đây, bệnh nhân Hồ Ngọc Hương, sinh năm 1991. Thì bệnh nhân này đến với bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam có một khối u vùng mặt rất là lớn. Khối u ở vùng bên phải nó gây co kéo, làm biến dạng khuôn mặt và che phủ một phần của mắt bên phải cũng như là cái khoang miệng. Thế nên ngoài vấn đề ảnh hưởng đến chức năng thẩm mỹ thì ảnh hưởng đến chức năng và ảnh hưởng đến thẩm mỹ của bệnh nhân. Thì hôm nay hội đồng chuyên môn của bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam bàn luận đánh giá tình trạng của người bệnh, đưa ra phương hướng cũng như kế hoạch để điều trị cho bệnh nhân đạt kết quả cao nhất. Sau đây xin mời bác sĩ tiến sĩ Rick Chakwi sẽ cho khái quát đánh giá về kế hoạch cũng như là thời gian phẫu thuật cho bệnh nhân đạt kết quả cao nhất. Xin mời bác sĩ. Thưa các bạn, trong hội đồng chuyên môn của bệnh viện thẩm mỹ Cang Nam thì chúng ta đã trải qua một cái cuộc hội chẩn sơ bộ đối với trường hợp bệnh nhân Hương. Chúng ta cũng đã có đánh giá được cái tình trạng khối u và những cái xét nghiệm lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh nhân, thì chúng ta thấy rằng là đây là một khối u khó, và chính vì vậy chúng ta sẽ phải có một cái cuộc hội chẩn nữa trước khi chúng ta đưa ra những quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân này. Và chúng ta đã có những cái định hướng phẫu thuật ban đầu, tuy nhiên thì sau khi thảo luận chúng ta thấy rằng là cái cuộc mổ cho bệnh nhân này rất là phức tạp. Đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều những cái tình huống khó, và đặc biệt là có những cái sự nguy hiểm khi phẫu thuật cho những cái khối u rất là lớn như này. Chúng ta sẽ phải tính đến những vấn đề và lượng máu mất của bệnh nhân sau phẫu thuật, bởi vì những cái khối u sơ thần kinh thì cái khả năng cầm máu rất là khó. Đó là những cái tổ chức xốp, và khi phẫu thuật vào thì máu rỉ rả và qua những cái tổ chức kẽ đó chúng ta sẽ thấy rằng là rất là khó cầm. Chúng ta phải chuẩn bị phương tiện gì, rồi chúng ta phải tính toán đến vấn đề hồi sức cho bệnh nhân ra sao. Đấy, ban đầu các đồng nghiệp cũng đã chuẩn bị dự kiến rằng là chúng ta sẽ chuẩn bị 2 đơn vị máu để truyền, nhưng liệu lượng máu mất 2 đơn vị đấy có đủ hay không, hoặc là chúng ta có thể đảm bảo được cái việc kiểm soát chảy máu trong mổ như thế nào, thì đó là cũng là một cái vấn đề lớn mà chúng ta phải đưa ra để tính đến vấn đề an toàn cho bệnh nhân. Bởi vì đây là một ca khó, và phẫu thuật khối u đó là một chuyện, nhưng để đảm bảo được cái việc mà an toàn cho bệnh nhân, ngoài ra thì còn một số những cái vấn đề khác, là những cái vấn đề chỉnh hình hàm mặt. Cái khối u này nó gây biến dạng rất là lớn cho vùng mắt, vùng mũi, vùng miệng và kể cả vùng xương, đặc biệt cái cấu trúc xương hàm mặt. Dù chúng ta có phẫu thuật như thế nào cũng không thể nào có thể đạt được một cái kết quả 100% một cách hoàn hảo, hoặc là phẫu thuật lấy được hết 100% toàn bộ cả khối u. Thế thì cái việc chúng ta cần phải quyết định rằng là chúng ta có nên lấy hết toàn bộ khối u hay không, hay chúng ta chỉ cắt ở mức độ nó đạt được tối ưu trong cái lần đầu phẫu thuật. Còn những cái kế hoạch tiếp theo chúng ta sẽ lập kế hoạch để mà mình tạo hình, để hoàn thiện lại những cái cấu trúc vùng khác. Đó, rồi tiếp đến chúng ta sẽ phải tính đến vấn đề là cái kết quả thẩm mỹ. Đấy, chúng ta có một cái áp lực rất lớn là chúng ta phải đặt mục tiêu để làm sao mà tạo ra được một cái kết quả thẩm mỹ tối ưu cho bệnh nhân, ngoài cái việc loại bỏ khối u. Đấy, một cái kết quả thẩm mỹ để làm sao mà bệnh nhân có thể tự tin trả lại được một cái hình dáng khuôn mặt tương đối hoàn thiện. Đấy, chúng ta không thể nói là 100%, nhưng ít ra thì chúng ta cũng phải đạt được khoảng 80-90% hoàn thiện về góc độ thẩm mỹ. Các bạn cũng đã nhìn thấy rằng là những cái phẫu thuật đó là cả một cái thử thách rất lớn đối với các bác sĩ của chúng ta. Những người mà làm về tạo hình thẩm mỹ, chúng ta cũng thấy rằng ca này cũng không hề đơn giản một tí nào cả. Đấy, ngoài ra vấn đề cái định hướng kế hoạch cho phẫu thuật, chúng ta sẽ phải làm cái gì trong cái lần đầu tiên. Liệu trong một lần đầu tiên chúng ta có thể cầu toàn để chúng ta phẫu thuật một cách toàn diện không? Thì tôi cũng đưa ra đây để cho hội đồng chuyên môn chúng ta cũng cùng thảo luận ra cái hướng để mà lên kế hoạch phẫu thuật cho cái ca này. Đấy, đây là một cái giai đoạn chúng ta rất là khó khăn và chúng ta đưa ra quyết định. Thì nếu có làm hay không làm, và nếu làm thì chúng ta đạt được kết quả đến như thế nào? Đấy, và nếu đạt được kết quả như thế thì chúng ta sẽ phải tính toán đến những cái việc mà đảm bảo được an toàn và đảm bảo được vấn đề về thẩm mỹ và chức năng cho bệnh nhân, thì chúng ta sẽ ra cái quyết định sau cái buổi phẫu thuật hôm nay. Sau đây tôi xin mời các bác sĩ trong hội đồng chuyên môn chúng ta cùng có ý kiến về trường hợp Hương. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với những nhận định chung cũng như là nhận định chi tiết đối với bệnh nhân Hương này của Dr. Chakwi. Tôi có một số cái điều nhấn mạnh thêm một chút xíu, là cũng như Dr. Chakwi nói là phẫu thuật như thế này là chảy máu rỉ rả rất là nhiều. Chính vì vậy cho nên là mất máu trong quá trình phẫu thuật rất nhiều.
chúng ta đã biết trước được những cái điều đấy và chúng ta đã cùng nhau đồng ý là phải chuẩn bị một hai đơn vị phối hợp khẩu trước cho bệnh nhân này trước khi mổ, để trong khi mổ nếu chúng ta cần thiết là chúng ta phải làm, đó là đảm bảo an toàn cho bệnh nhân này. Tôi rất đồng ý với Dr. Đức Cháu Huy là chúng ta sẽ không tham phẫu thuật trong một lần phẫu thuật. Có thể lần phẫu thuật đầu tiên chúng ta giải quyết được khoảng 80-90% cái khối u, và lần sau thì sau một thời gian tương ứng thì chúng ta sẽ đánh giá lại cái sự phát triển của những cái phần khối u còn lại, hoặc là những cái ấy thì chúng ta nán triển đại có thể là thêm một lần nữa, hoặc lần nữa có thể là hai lần. Tôi hy vọng là hai lần, và nếu mà theo thực tế có thể là ba lần thì chúng ta làm thêm những cái phần thẩm mỹ khác cho hoàn thiện bệnh nhân này. Hoàn thiện thêm thì có thể là lần thứ ba. Còn đó để đối với bệnh nhân này tôi nghĩ là hai lần là có thể tốt rồi. Thế thì chúng ta phải cắt cái khối u đấy đi, và chúng ta phải tạo hình lại làm sao cho cái mi trên mi dưới không bị co kéo nữa. Đấy là những cái đơn vị giải phẫu, mi trên mi dưới không bị co kéo bên phải đấy, không bị co kéo, và đảm bảo cái chức năng phủ mắt của bệnh nhân này tốt. Và những đơn vị giải phẫu thí dụ như là bờ ngoài của cái mũi, bờ ngoài của mũi, hoặc là cái cánh mũi bên phải, hoặc là rãnh mũi má, hoặc là môi, góc bên ngoài của môi, môi trên, rồi tất cả những đơn vị giải phẫu đấy phải tương ứng, gần như là tương ứng với lại cái bên bình thường là bên trái kia. Sau khi chúng ta đã cắt đi u đi và chúng ta tạo hình đấy, thì tất cả những đơn vị giải phẫu bên bệnh là bên phải phải tương ứng với lại bên trái như thế. Đó là những cái mục tiêu chính của chúng ta, và những tổn khuyết sau khi chúng ta đã cắt khối u đấy đi, sau khi chúng ta cắt u đi rồi thì những cái tổn khuyết đấy chúng ta sử dụng những cái vạc lân cận và vạc tại chỗ như thế nào để chúng ta che phủ lại những cái tổn khuyết mà chúng đã cắt u đi. Điều thứ ba là sau mổ, sau cái phẫu thuật của ca này thì chính vì cái trong quá trình mổ cái can thiệp của chúng ta là cầm máu cũng tương đối là khó, chính là bác sĩ phẫu thuật viên cũng như là bác sĩ gây mê hồi sức phải kết hợp với nhau trong cái quá trình phẫu thuật để làm sao cho cái lượng mất máu là tối thiểu. Còn sau khi mổ thì tất nhiên là chúng ta phải quan tâm đến toàn trạng của bệnh nhân này rồi, là cái điều đầu tiên là số lượng hồng cầu, số lượng gây mê hồi sức, tất cả những cái đấy là đã ổn định chưa, hoặc là những cái điện giải, chỉ số điện giải sau khi phẫu thuật đã tốt hay không, ví dụ như thế, có cần bù thêm những cái dịch gì hay là bù thêm điện giải gì không. Phẫu thuật viên thì phải đặc biệt chú ý là vì cầm máu tương đối khó như thế, và sau khi phẫu thuật chúng ta cũng phải rất lưu ý hai điều. Một điều thứ nhất là có hematoma hay không, bởi vì là chảy máu nhiều như thế mà khó cầm máu như thế thì chúng ta phải trong 24 giờ đầu tiên, và đặc biệt là những cái giờ đầu tiên, 6 giờ đầu tiên là phải xem là có hematoma hay không. Bởi vì nếu mà có hematoma thì vùng cổ, vùng mặt này, đặc biệt vùng cổ này nó sẽ ảnh hưởng đến cái bộ phận hô hấp trên vân vân liên quan đến chức năng hô hấp của bệnh nhân. Cái thứ hai nữa là nguy hiểm về mặt đường thở của bệnh nhân. Thứ hai nữa là những cái vạt da mà chúng ta có thể cần thiết phải nó sẽ bị tiểu dưỡng, nó sẽ có thể kéo căng quá, hematoma nó căng quá nó tiểu dưỡng. Đó là những cái gì mà tôi muốn là mọi người chắc là cũng đồng ý với ý kiến tôi là trước mổ, trong mổ và sau mổ. Chúng ta phải tính toán trước. Và cái ca này là ca không phải là ca phẫu thuật thẩm mỹ, mà ca này là ca phẫu thuật tạo hình. Bây giờ tôi xin mời bác sĩ Kim là phụ trách về khối gây mê hồi sức có những ý kiến chuyên môn về lâm sàng, về cận lâm sàng của bệnh nhân Hương này, để làm sao mà chúng ta có cái sự chuẩn bị rất là chu đáo trước mổ, để trong cuộc mổ chúng ta an toàn một cách tuyệt đối. Có các bác sĩ trong hội đồng chuyên môn của bệnh viện Cang Nam, trường hợp Hồ Ngọc Hương là một trường hợp mổ rất là phức tạp, nên về khía cạnh gây mê hồi sức thì chúng tôi cũng phải có những cái chiến thuật riêng biệt để bảo đảm cái an toàn tối đa nhất. Và
Về vấn đề này thì cũng xin trình bày với hội đồng một số vấn đề. Vấn đề thứ nhất ấy là chúng tôi cũng xem xét về vấn đề là cái khối u này có ăn gì vào cái vùng họng hầu không? Và về cái tật nội khí quản có gì khó khăn không? Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa ấy, là đây là một cái phẫu thuật rất là lớn về cả tạo hình thẩm và thẩm mỹ, cho nên là phẫu thuật này nó kéo dài là một tính chất là kéo dài. Cái thứ hai nữa là phẫu thuật u xơ thần kinh chúng ta biết rồi, không thể nào không mất máu. Do đó mà cái chiến thuật trong cái hồi sức gây mê hồi sức là chúng tôi đặt ra mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất ấy, là phải phối hợp tốt với bác sĩ trong cái thì phẫu thuật. Chúng tôi sẽ có một cái hạ huyết áp cho phù hợp, giữ huyết áp ở cái mức nó là khoảng độ 85 đến 95 để cho các bác sĩ phẫu thuật mổ nó ít mất máu nhất và cũng bảo đảm là cái an toàn cao nhất cho bệnh nhân. Cái thứ hai nữa là cái phẫu thuật này thì nó kéo theo nhiều vấn đề mà trong gây mê hồi sức ấy, là chúng tôi phải chú ý về vấn đề rối loạn về nước điện giải, rồi vấn đề toan kiệt. Thì về máu thì chúng tôi đã có bàn luận, hội đồng đã có cho ý kiến. Thì theo ý kiến tôi ít nhất 2 bịch máu, tức là khoảng 500ml máu như thế là được. Cái thứ hai nữa là chiến thuật truyền dịch như thế nào đó để bảo đảm cái lượng, cái khối lượng tuần hoàn nó an toàn nhất. Và cái thứ ba nữa là bổ sung cái điện giải nó phù hợp. Thì đấy là những cái vấn đề mà đặt ra cho cho về vấn đề cái mê hồi sức, Thế ngoài ra thì chúng tôi phải theo dõi chặt các cái thông số về trên cho bệnh nhân, về các chỉ số, về độ bão hòa oxy, rồi mạch hồi sức về tim mạch cho nó phù hợp để đảm bảo cái cuộc phẫu thuật an toàn cao nhất. Về phần sau mổ ấy, thì chúng tôi cũng phải xem xét 24 giờ sau về các cái vấn đề đó, phải có cái ấn định trước về vấn đề phù lề ở cái vùng hầu họng có an toàn khi hút nội khí quản không, và cái bệnh nhân tự thở lại tốt không, đánh giá các chỉ số sau cái phẫu thuật để có cái tiên lượng. Chúng ta cũng đã có kinh nghiệm phẫu thuật hàm mặt tạo hình thời gian dài, ta có kinh nghiệm rồi, đấy cũng là một cái bổ trợ rất là tốt cho cái cuộc phẫu thuật này. Nhân tiện đây xin hỏi bác Kim luôn như thế này. Bác Kim nói lúc đấy là có một cái ý mà tôi có quan tâm, là tức là coi như là mình sẽ qua khám lâm sàng là bác sĩ gây mê hồi sức cũng có thể biết được rằng là cái này có thể là đạt nội khí quản dễ hay là khó rồi, đúng không? Cái này thì bác định đặt qua đường mũi hay là được qua đường miệng? Mà khối u nó ăn sâu ở phía trong thanh quản, thanh môn, cái vùng thanh môn thì nó sẽ khó một chút. Nên tôi nghĩ những trường hợp này thì nó không phải sâu đấy. Mình không cần thiết thì mày vẩy thêm đăng khám gì đặc biệt thêm. Mình chỉ đặt vấn đề tức là để mà mình có cái xử lý cho nó phù hợp trong lúc mình tiến hành. Cái này chắc bác sẽ đặt qua đường mũi. Vâng. Để cho các thoa qua đường mũi để bác sĩ phẫu thuật dễ làm hơn. Dễ làm hơn. Cảm ơn các Thưa hội đồng chuyên môn, thì chúng ta vừa nghe ý kiến của Dr. Charlie Trần về những cái khó khăn, những cái thách thức
của ca phẫu thuật cho trường hợp Hồ Ngọc Hương này. Và chúng ta cũng lắng nghe được những ý kiến về vấn đề về gây mê hồi sức đó, và những vấn đề an toàn của bệnh nhân. Nên vấn đề bây giờ chúng ta phải đặt ra cái quyết định là chúng ta sẽ phẫu thuật những cái gì. Có thể chúng ta can thiệp tất cả các phẫu thuật trong một lần hay chúng ta sẽ chia ra. Đặc biệt một cái chủ đề mà chúng ta cần phải thảo luận rằng là chúng ta nhìn thấy hình ảnh X-quang về đánh giá về xương hàm mặt của bệnh nhân Hồ Ngọc Hương, chúng ta thấy rất nhiều những biến dạng về xương và hàm mặt. Và thậm chí khi đánh giá lâm sàng chúng ta thấy rằng là những cái phần vòm rồi những cái phần mô mềm ở trong miệng cũng có những cái biến dạng khối u xâm lấn vào. Thì câu hỏi tôi đặt ra cho hội đồng chuyên môn rằng là chúng ta có tiến hành phẫu thuật về chỉnh hình phần xương cho bệnh nhân hay không? Và nếu có thì chúng ta làm trong lần thứ nhất luôn cùng với những phẫu thuật về cắt u hay chúng ta sẽ chia ra để phẫu thuật trong những lần sau? Thì xin hỏi ý kiến hội đồng chuyên môn để chúng ta đưa ra những nhận định và đánh giá về tình trạng này. Sau đây xin mời Dr. Victor Vũ có cho ý kiến về vấn đề về chỉnh hình xương hàm mặt của bệnh nhân Hồ Ngọc Hương. Thưa hội đồng chuyên môn, thì qua sự phân tích đánh giá của các bác sĩ, tôi hoàn toàn đồng ý với những phân tích đánh giá và cái sự chuẩn bị cho bệnh nhân. Nhưng trên cái phim X-quang tôi kiểm tra đánh giá thì về phần xương của bệnh nhân cũng bị lệch lạc rất là nhiều, đặc biệt là khối xương vùng hàm mặt nó gây biến dạng về phần xương cũng như lệch lạc về phần răng cũng như tổn thương về các mô cứng của răng là trên phim là tổn thương rất là nhiều. Nhưng theo tôi thì chúng ta không nên làm ở thì một được, mà ở thì một thì chúng ta chỉ nên chú trọng vào cái phần giải quyết của khối u thôi. Đấy, tạo hình khối u là chính, chứ còn chúng ta cũng không thể can thiệp được cái phần xương đối với thì một, đối với trường hợp của bệnh nhân này. Chúng ta theo dõi và có thể làm thì làm ở những thì hai và những thì sau đó. Nhưng trên đánh giá của bệnh nhân này thì tôi thấy có một vấn đề mà cũng cần phải xem xét, đó là cái phần mắt và mắt bên phải của bệnh nhân, cái khối u lớn và che phủ một cái thời gian kéo dài. Thế thì để mà đánh giá sau phẫu thuật xem là cái chức năng về thị giác của bệnh nhân thế nào, cái thị lực của bệnh nhân, thì tôi đề nghị là cũng phải cái này phải đi khám và đánh giá mắt trước khi phẫu thuật và sau khi phẫu thuật, và có cái hướng để chăm sóc cái thị lực mắt bên phải cho bệnh nhân. Thì sau khi mà chúng ta can thiệp ngoài cái khối u ra, tạo hình được cái khuôn mặt nó tương đối là hài hòa, nhưng về cũng phải đảm bảo về cái chức năng, ví dụ như chức năng về mắt, chức năng về ăn nhai, chúng ta cũng phải hai cái vấn đề đó cũng cần phải lưu tâm. Đó là ý kiến của riêng tôi. Sau đây xin mời các bác sĩ khác chúng ta có ý kiến thêm về ngoài vấn đề của mắt này, tạo hình của khối u này, có những cái bước mà phẫu thuật về phần mềm, về phần môi, về phần khóe miệng cũng như phần tai mà vừa nãy bác sĩ Sunny Trần đã có ý kiến, thì xem trên tổng thể của một cái khuôn mặt của bệnh nhân này để không phải là những can thiệp về lần một và có những ý kiến cho những lần phẫu thuật tiếp theo. Và xin mời có ý kiến của các bác sĩ khác. Đã khám thị lực là phải khám thị lực là cả hai bên mắt, thị lực cả hai mắt, mắt phải mắt trái, thị lực cả hai mắt trước phẫu thuật và sau phẫu thuật. Chứ không phải thị lực thì bên phải đâu. Cái này trước mổ thì thị lực bên phải nó cũng đã hơi đã là yếu rồi. Tại vì khi mà nó che đi này thì một trong những cái mà nó sẽ gây nên cái tình trạng gọi là nhược thị đối với người bệnh mắt che nào ở trong cái tối. Kiểm tra trước và sau khi phẫu thuật. Chúng ta sẽ đánh giá là trước và sau phẫu thuật. Thưa đồng chuyên môn, thưa bác sĩ có thể đánh giá phân tích cái vận động của cái cơ mặt bên phải. Tại vì theo hôm nay chúng ta hội chẩn là bên phải có một khối u thì chúng ta phải có một kế hoạch là đánh giá vận động cơ mặt trước này, sau, và cũng là cái có những kế hoạch về hồi phục vận động cơ mặt cho khách hàng, cũng là cái cơ mở mắt nâng mi của khách hàng này như thế nào không ạ? Ý kiến này rất hay. Thì bản thân các bác sĩ phẫu thuật trong hội đồng chuyên môn cũng đã đánh giá sơ bộ thì cũng thấy rằng là như này, toàn bộ những cái khối u nó xâm lấn vào những cái cơ vùng mặt bên phải. Chúng ta thấy rằng là gần như là những cái vận động bên mặt hầu như không có. Đấy, chúng ta chỉ còn một chút nhấp nháy của cái cơ vòng mi và cơ nâng môi trên. Thế còn các cơ vùng cơ khác, ví dụ như là những cơ gò má hoặc là những cơ mút hoặc những cơ mà đánh giá cái chức năng vùng mặt ấy, vận động cho nửa mặt bên phải thì hầu như chúng ta không thấy có.
một cái cử động trong vùng cơ đó. Và cái này thì chúng ta cũng phải xác định là chúng ta tạo hình để đạt được cái góc độ về vấn đề thẩm mỹ. Và thực tế thì tôi đánh giá rằng là cái khối u này nó xâm lấn từ bên ngoài mặt, xâm lấn qua cả cái vùng má và xâm lấn vào trong miệng, thì nghĩa là nó đi xuyên qua tất cả các lớp. Thế thì cái việc mà các tổ chức cơ rồi mô mềm các thứ ở trong vùng đó là gần như là chúng ta sẽ khó mà xác định ranh giới, khi vào là nó sẽ là một, gần như nó là một cái tổ chức u, một tổ chức mà kẽ, một tổ chức xốp của cái khối u đấy, chúng ta sẽ khó đánh giá và phân biệt. Nên đòi hỏi nó cũng là những cái thử thách mà khi chúng ta vào phẫu thuật. Tóm lại vấn đề bây giờ là chúng ta thống nhất là tập trung là cái phần mềm, hay là chúng ta làm cả phần mềm cả phần xương luôn? Câu hỏi nó là như thế, câu hỏi chính nó là như thế. Theo ý kiến tôi thì chắc là chúng ta sẽ để sau. Đấy, bởi vì nếu mà làm trong một lần thì cái cuộc phẫu thuật quá lớn và chúng ta khó kiểm soát được cái sự an toàn của người bệnh. Chúng ta dù có phẫu thuật như thế nào thì chúng ta cũng phải đặt mục tiêu là phải đảm bảo an toàn người bệnh lên hàng đầu. Cho nên lần đầu chúng ta sẽ tập trung vào việc cắt bỏ khối u và tạo hình cái phần mô mềm bên ngoài. Đấy, lần thứ hai hoặc là lần thứ ba chúng ta sẽ hoàn thiện lại những cái phần còn lại để cho nó những cái phần mắt, phần mũi, phần môi có thể là hoàn thiện hơn về góc độ thẩm mỹ, và xem lại lúc đó phần xương chúng ta sẽ cân nhắc để có cần thiết hay không. Bởi vì nếu mà chúng ta sau khi phẫu thuật mô mềm chúng ta đã cân chỉnh được cái phần mặt về tương đối ổn về góc độ giải phẫu rồi thì chúng ta cũng phải cân nhắc là chưa chắc đã chúng ta đã phải cắt xương, bởi vì cắt xương hàm rồi xoay lại cái trục xương hàm cũng là cả một vấn đề. Trên nền một bệnh nhân như thế này có cần thiết hay không, bởi vì chúng ta cũng không thể nào đạt được một kết quả nó gọi là hoàn hảo 100%, thì cái câu chuyện đó chúng ta sẽ phải tính đến. Có một cái vấn đề này nữa, tức là bác sĩ có thể là cho biết là cái khoảng thời gian mình chúng ta tiến hành phẫu thuật bao nhiêu thì để cho các bác sĩ gây mê người ta cũng có thể có một cái kế hoạch để làm sao cho nó gây mê, dự tính thời gian phẫu thuật. Thời gian cuộc mổ này theo quan điểm của tôi thì cũng sẽ là một cuộc mổ dài. Đấy. Bởi vì cái khối u lớn và chúng ta vừa phải phẫu tích, chúng ta vừa phải tạo hình, chúng ta vừa phải cầm máu, vừa phải đảm bảo được cái kết quả tối ưu. Cho nên là dự kiến chúng ta sẽ phải mất cỡ khoảng 5 đến 7 tiếng phẫu thuật cho cái ca này. Đấy, thì cái này về vấn đề gây mê hồi sức thì cũng phải đưa ra để cho các bác sĩ gây mê hồi sức chúng ta tính toán để đảm bảo được cái sự an toàn cho phẫu thuật. Thưa các bác sĩ, trong hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam thì sau một cái buổi hội trần đầu tiên rồi đến ngày hôm nay chúng ta cũng rất là áp lực và căng thẳng để mà hội chẩn lần thứ hai trước khi ra quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân Hương, thì chúng ta thấy rằng là sau cái buổi hội chẩn này chúng ta cũng nhìn nhận và đánh giá được hết rất nhiều những cái vấn đề nguy hiểm, những cái khó khăn, những cái thử thách cho bệnh nhân đó. Thì chúng tôi cũng thấy rằng là những cái ý kiến của hội đồng chuyên môn rất là có ý nghĩa và giúp cho cái ekip phẫu thuật của chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng được và lường trước được những khó khăn, những cái sự nguy hiểm cho ca phẫu thuật này. Và chúng tôi cũng thống nhất với ý kiến của hội đồng chuyên môn của rất nhiều các bác sĩ đã đưa ra trong buổi hội chẩn ngày hôm nay, và chúng ta sẽ thống nhất rằng là chúng ta đã chuẩn bị tất cả những cái vấn đề cần thiết cho cái cuộc phẫu thuật. Và việc phẫu thuật trong lần đầu tiên chúng ta cũng thống nhất lại trong hội đồng chuyên môn là chúng ta sẽ phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ cái khối u. Đấy, chúng ta sẽ xác định mục tiêu trong cái lần đầu chúng ta sẽ đạt được một kết quả tối ưu nhất có thể được. Đấy, mục tiêu là làm sao được khoảng 80 đến 90% khối u chúng ta sẽ cắt được trong cái lần đầu tiên. Và trong ngay trong lần đầu tiên chúng ta cũng sẽ tiến hành song song với việc cắt khối u là tạo hình những cái mô mềm ở vùng bên ngoài và đưa một số các cơ quan, một số cái bộ phận về những cái vị trí giải phẫu thẩm mỹ, ví dụ như là vùng tai, vùng mắt, vùng miệng đó, và chúng ta sẽ tạo hình những cái khuyết hổng ngay trong cái lần đầu tiên để che phủ, làm sao mà sau phẫu thuật lần đầu chúng ta cắt bỏ khối u và chúng ta cũng đã tạo hình để che phủ được tất cả những cái khuyết hổng đó, để cho những cái lần phẫu thuật lần sau, lần thứ hai, lần thứ ba chúng ta sẽ hoàn thiện thêm những cái vùng mắt, vùng mũi, vùng miệng và những cái cấu trúc giải phẫu khác để hoàn thiện hơn cho những cái lần tiếp theo, và có thể cân nhắc cái việc mà sẽ phẫu thuật phần xương hay không ở trong những cái lần sau cùng.
sau khi đã hoàn thiện cơ bản những cái phần mô bền. Và sau cái buổi hội chẩn chuyên môn chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta cũng thống nhất rằng là chúng ta phải chuẩn bị rất là kỹ lưỡng cho cuộc phẫu thuật này. Từ cái việc chuẩn bị cái lượng máu có thể phải truyền cho bệnh nhân một cái số lượng lớn, nếu trong tình huống mà khi phẫu thuật khối u lớn nó chảy máu, chúng ta cũng sẵn sàng chuẩn bị một lượng máu để mà chúng ta có thể truyền để đảm bảo được việc an toàn sau phẫu thuật. Và những vấn đề hồi sức thì các bác sĩ gây mê hồi sức cũng phải chuẩn bị tất cả những cái gì tốt nhất, những phương tiện gì tối ưu nhất của bệnh viện chúng ta để chuẩn bị cho cái ca phẫu thuật này. Và tôi cũng thống nhất và kết luận lại cái hội đồng chuyên môn chúng ta đã thống nhất những nội dung như vậy. Thì các anh chị em trong hội đồng chuyên môn có ý kiến gì không? Nếu không có ý kiến thì chúng ta sẽ thống nhất nội dung như vậy và chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật này. Nhất trí ạ. Các anh chị có ý kiến gì không ạ? Nhất trí không ạ? Cho tràng pháo tay để chúng ta quyết tâm.